cọp lại nè mọi người, trên cái nóc quá. Hai, mình chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người có khi nào mọi người đi ngang qua cái khu nào quá mà mọi người thấy cái khu đó vắng vẻ quá, mà mọi người tò mò, mọi người muốn vào đó để tìm hiểu trong đó như thế nào không? Thì riêng mình đó mọi người, thì mình cũng hay tò mò đó. Thì hôm nay mình có đi ngang qua cái khu này nè mọi người, sau lưng mình nè, thì có một cái ngôi nhà, và xung quanh ngôi nhà cứ có cây, giống cây cổ thụ đó mọi người, mình khá là bí ẩn luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để mình xem nó như thế nào cho mọi người. Thì mọi người nhìn nè, ở đây có một cây cổ thụ rất là bự luôn nè mọi người. Và bên đây á, sẽ có những cái cây cổ thụ bên phải cũng có mọi người. Ở đây là rất là nhiều cây cổ thụ. Và ở đây cái đường nè mọi người, đường này đi ra ngoài. Thì mình thấy á, là cái ngôi nhà này mọi người, nó ở ngoài á là nó bị mấy mái tôn nó bị sụp sệ mọi người ơi. Để mọi người nhìn này, những cái cột á, nó có những con mối ăn nè mọi người. Ở đây có cái cầu thang nè mọi người, trong đây thì có rất là nhiều cây luôn, và ở trên có những cái gác mọi người, để rất là nhiều luôn nha. Giờ mình sẽ đi trong xe nha mọi người. Ở đây có cây quá trời. Đây có cái cửa mà người ta cột lên nè mọi người. Ở trên cái nóc á, có những cái cây à mà ta leo vô nè. Ngoài ở đây có cái ghế không? Và cây cổ thụ thì nó lớn lên, nó làm bởi mấy cái mái tôn đó mọi người. Bên kia có chiếc xe đạp nữa. Đây có hai chiếc xe. Xe này là người ta bỏ rồi lâu lắm rồi nè, đang chạy nè mọi người. Nó để đống cây cỏ nó mọc luôn rồi. Mấy cái mình cũng không dám vô trong sâu đâu mọi người, thì mình quay ở ngoài cho mọi người xem thôi. Bây giờ mình cũng đi ra nha mọi người. Cái khu sau lưng mình nè mọi người ơi, thì là một cái kho mọi người, để bỏ những cái thứ mà mình không xài đến á, bỏ vô đó, khi nào mình dùng thì mình sẽ lấy ra nha mọi người. Nó cũng không có gì mà nguy hiểm nha mọi người. Tại là nhiều cây mà, cây với lại mấy cái dụng cụ mà người ta bỏ á, thì bỏ người ta bỏ vô đó nha. Thì cuối cùng mình cũng xem hết cái khu này nha mọi người. Giờ mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Tạm biệt tất cả mọi người.